Khoảng 7.000 quân nhân và 340 khí tài các loại hôm 26 tháng 9 tham gia duyệt binh ở Seoul nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất của Hàn Quốc kể từ năm 2013. Một trong những điểm nhấn của lễ duyệt binh là tên lửa Winmu. Dù quân đội Hàn Quốc không tiết lộ phiên bản được huy động cho sự kiện, tổng cộng có 9 phương tiện mang tên lửa đất đối đất Winmu diễu hành qua đường băng tại căn cứ không quân Seoul ở thành phố Seongnam. Hàn Quốc từ năm 2021 phóng thử 4 loại tên lửa đạn đạo và hành trình từ mặt đất, tàu ngầm và máy bay. Các mẫu tên lửa này có tầm bắn 350-800 km, trang bị đầu đạn đặc biệt để công phá hầm ngầm kiên cố của đối phương. Phiên bản mới nhất có tên Winmu 5 được cho là có thể mang đầu đạn nặng 8-9 tấn, đủ khả năng phá hủy các mục tiêu trong hầm ngầm sâu dưới lòng đất. Lễ duyệt binh ngày 26 tháng 9 vừa qua cũng là lần trình diễn đầu tiên của LSAM. Mẫu tên lửa đất đối không tầm xa này đang trong quá trình phát triển và được thiết kế với tầm bắn dự kiến lên tới 150 km, có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo đang bay ở tốc độ cao 50-60 km. Hệ thống sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc vào năm 2026. Ngoài ra còn có xe tăng dòng K1A1, K1A2 và K2 Black Panther từng được sử dụng vào năm 2014 và được coi là một trong những xe tăng thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới. Hiện có 260 xe tăng K2 đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc. Phương tiện chiến đấu bộ binh IVF thế hệ tiếp theo K21 cũng góp mặt trong lễ duyệt binh. Một chiếc IVF của Hàn Quốc có thể chở theo 9 người đi quãng đường lên tới 500 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Một trong những tiêu điểm vũ khí khác của lễ duyệt binh là hệ thống pháo tên lửa K239 Chunmu có khả năng bắn đạn cỡ nòng 600mm và có tầm bắn hiệu quả từ 36-290 km với sức tàn phá trên một diện tích rộng gấp 3 lần một sân bóng đá. Sau 50 năm phát triển quốc phòng, từ một nước phải phụ thuộc vào vũ khí của Hoa Kỳ, Hàn Quốc hiện chiếm gần 3% thị trường vũ khí toàn cầu và đang đặt tham vọng gia nhập nhóm 4 quốc gia sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới.